Hiện nay thì tình trạng phụ huynh nhận được cuộc gọi lừa đảo rằng con mình bị tai nạn phải nhập viện và yêu cầu chuyển tiền đang diễn ra tại nhiều địa phương. Điều này cảnh báo về vấn đề an ninh thông tin, bảo mật dữ liệu của phụ huynh, học sinh khiến dư luận bất an, ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng. Tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng, ngay sau khi nhận cuộc gọi từ số lạ thông báo con bị tai nạn đang cấp cứu khẩn cấp, chị Bích Hiệp, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã chạy xe gần 10 km đến bệnh viện với tâm trạng vô cùng lo lắng. Cho đến khi đến nơi, xác nhận là tin giả, chị Hiệp vẫn không khỏi bàng hoàng. Lúc đầu thì em cũng hoang mang, em kêu là nó bị tái, tự tái hay là ai xô nó. Nó không trả lời, kêu là không chờ em ở ngoài nên em mới đưa vô bệnh viện cấp cứu, em đứng ở ngoài nên em cũng run lắm. Chị ở đâu, chị tới nhanh lên giúp em. Chỉ tính riêng trong ngày 15 tháng 3 vừa qua, tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng, ghi nhận 5 trường hợp phụ huynh đến tìm con sau cuộc gọi lừa đảo. Trước đó, tại Bệnh viện Gia đình thành phố Đà Nẵng, cũng có 10 phụ huynh hốt hoảng đến tìm con vì được thông báo con bị tai nạn nặng. Khi mà gặp các trường hợp vào cấp cứu, thì bác sĩ sẽ tiến hành cấp cứu trước cho bệnh nhân. Và nếu mà bệnh nhân không có người nhà đi cùng, thì sẽ liên hệ với người nhà để thông báo về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, chứ không có gọi điện để nói về tình trạng viện phí hay là phải bắt người nhà chuyển tiền qua cho bệnh viện. Các đối tượng còn yêu cầu phụ huynh đóng tiền viện phí hàng chục triệu đồng để làm thủ tục. Trong khi trên thực tế, về quy trình, khi tiếp nhận các ca cấp cứu khẩn cấp không có người nhà, bệnh viện hoàn toàn không thực hiện việc hối thúc đóng tiền mà ưu tiên xử trí, cứu bệnh nhân. Theo đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, lừa đảo cuộc gọi thông báo học sinh nhập viện cấp cứu đang diễn ra tại nhiều trường trên địa bàn. Để ngăn chặn, hiện ngành giáo dục địa phương đã có thông báo cảnh báo gửi đến các trường. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1 và lớp 6 của năm học 2023-2024 để sớm ban hành. Năm học 2023-2024, Hà Nội tiếp tục áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến và tuyển sinh trực tiếp để tuyển trẻ 5 tuổi vào các trường mầm non, tuyển học sinh lớp 1 vào trường tiểu học và tuyển học sinh lớp 6 vào trường trung học cơ sở. Thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 7, trong đó tuyển sinh học sinh vào lớp 1 từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 3 tháng 7, tuyển sinh trẻ 5 tuổi từ ngày 4 tháng 7 đến hết ngày 6 tháng 7, tuyển sinh học sinh vào lớp 6 từ ngày 7 tháng 7 đến hết ngày 9 tháng 7. Trong khoảng thời gian nói trên, nếu phụ huynh học sinh chưa kịp đăng ký tuyển sinh trực tuyến, có thể đến trường nộp hồ sơ trực tiếp. Hôm nay, 17 tháng 3, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, khu vực đồng bằng, ven biển có mưa phùn, miền Nam tiếp tục có nắng nóng. Miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và lệch đông, nên hôm nay 17 tháng 3, khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù rải rác, riêng vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng miền Đông từ 34 đến 36 độ. Dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở Đông Nam Bộ. Trước mùa mưa bão năm nay, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Chữ Thập Đỏ Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế đã giúp đỡ các hộ gia đình sửa nhà trong dự án cứu trợ khẩn cấp các tỉnh bị ảnh hưởng do bão và lũ tháng 10 năm 2022 tại Việt Nam. Gia đình chị Phạm Thị Thanh và anh Nguyễn Quốc Tuấn ở tổ 20, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng là một trong những hộ được Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Đà Nẵng hỗ trợ chi phí sửa nhà. Do đợt mưa lũ tháng 10 năm 2022, gia đình anh chị bị thiệt hại rất nặng nề do sống trong căn nhà tạm bợ nên khó khăn, chồng chất khó khăn. Nhà 10 triệu là em thay tôn, để sửa chữa lại cái máy để cho khỏi mưa gió. Còn động lực thì rất là lớn để cho gia đình em để mà có động lực để phát triển lên. Để cho làm chăm lo cho cháu, các cháu ăn học với là cho cháu yên ổn. Cũng như gia đình chị Thanh, còn có hàng chục hộ khác nằm trong vùng lũ cũng thấp thỏm lo âu khi hậu quả của mùa mưa bão năm trước chưa khắc phục xong thì mùa mưa năm nay cũng sắp cận kề. May mắn được nhận trao hỗ trợ kinh phí để sửa nhà từ các cấp hội, bà con rất phấn khởi.
Thì mục đích của cái việc mà thực hiện này á, thì tạo ra một cái sự chặt chẽ trong việc lựa chọn đối tượng, làm sao mình lựa chọn đúng cái đối tượng và địa bàn mà bị thiệt hại nặng nề nhất, phù hợp với những cái yêu cầu của dự án mà có thể là hỗ trợ được tối đa của người dân. Và đặc biệt ở đây là nhấn mạnh đến việc là sửa chữa cho những nhà dân mà có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại nặng nề để khắc phục cái hậu quả của đợt mưa lũ lịch sử tháng 10 vừa rồi tại thành phố Đà Nẵng. Trong năm 2022, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã tài trợ phục hồi tái thiết cho 50.000 người bị ảnh hưởng do mưa lũ khu vực miền Trung với tổng kinh phí hơn 12 tỷ 700 triệu đồng, với các hoạt động cấp phát tiền mặt đa mục đích, sửa chữa nhà ở, truyền thông về nước sạch và phòng chống dịch, truyền thông hỗ trợ kỹ thuật về hướng dẫn nhà an toàn.